Rồi xin chào các bạn ha. Thì hôm nay nè, mình mới vừa nhận được một cái đơn hàng từ cái Bình Định nè các bạn ha. Đây, cái này là cái mai giống các bạn, từ một nhà vườn của một cái người em ở Bình Định. Đó là cái có cái làm cái mà kênh YouTube luôn các bạn, đó là Hoàng Mai Vàng Bình Định ha. Thì em tặng cho mình cái bo giống là cúc nữ hoàng pha lê ha. Thì mình thấy đẹp quá thì mình sưu tầm để ghép, thì được cái người em này tặng, thì cũng rất cảm ơn em. Thì mấy anh em á có thể là truy cập vô cái YouTube á, gõ vô cái Hoàng Mai Vàng Bình Định thì sẽ ra cái giống mai này, thì anh em có thể coi ha, mặt bông của nó có trên đó luôn, thì rất là đẹp đó. Thì mới nhận nè các bạn ha. Đây địa chỉ nè, Thanh Liêm 3, Nhơn An, An Nhơn, Bình Định nè ha. Rồi Nguyên nè, thì Nguyên nhận ha. Rồi thì mình hôm nay mình sẽ tiến hành mình ghép cái cho cái giống cái cây cây mai này luôn các bạn. Đó thì đây là một cái cây mai phôi thôi, đang nuôi nè, thấy không? Thì mình sẽ tiến hành mình ghép để mà nhân giống ha. Thì đây là cái giống mai mới thôi. Đó, cắt chuỗi để cho dễ cái thao tác ha. Rồi thì bây giờ nè, mình sẽ tiến hành mình mở cái này ra để cho các bạn xem ha. Mới mở vừa cái đầu ra nè các bạn, để dễ lấy ra thôi. Đó. Thì cái giống mai này là gọi là cúc nữ hoàng pha lê, rất là đẹp nha. Bông to tầm khoảng 3 ngón tay. Lá thì nó hông cũng trung bình. Thích hợp chơi những cái bonsai các bạn. Bonsai thì lá cặn cái đầu lá nhỏ lên. Nó nhỏ là ok. Đây nè cái chai nè, anh mới gửi tầm khoảng 2 ngày tới mình các bạn, ăn nhơn ha, mai giống. Rồi các bạn, thì mình xin nhắc lại là các bạn có thể truy cập vô cái YouTube để tìm giống mai này ha, nữ hoàng pha lê, bông rất đẹp nha. Cái trên có trên YouTube là Hoàng Mai Vàng Bình Định, cái kênh có thể nè, đây nè, gửi tầm khoảng 2 ngày thì nó cũng rất còn tươi nè các bạn, thấy không? Bỏ trong cái chai nè, thì cái này là các bạn thấy nè, ghép này chắc nó có bông luôn các bạn nè, cái búp của nó nè ha. Đây là những cái búp nè, búp của cây nè, nó thì cái mắt này nó mập nhạt, mình thấy nhạt ok các bạn. Cái giống này thấy, mình thấy ok đó, nếu mình ghép ra cũng rất là nhiều đó. Đó đường tặng hai cái bo nè, thấy không, dài tầm khoảng chắc cũng khoảng một cái gì tắt máy. Rồi thì bây giờ mình sẽ không đợi các bạn chờ lâu, mình sẽ tiến hành mình ghép ha. Thì mình ghép hai cái mắt vô cái hai cái tược này nè, để nữa có thể uống cái bonsai ha, một cái thầy có thể lọp gì đây, hoặc là cái nhánh này lọp gì đây thì nhánh này dựng lên đó, một trong hai nhánh thì để nữa nó ra thì mình sẽ tính cái chuyện tiếp theo. Còn bây giờ mình sẽ tiến hành mình ghép để cho các bạn xem ha. Thì cái vấn đề mà ghép á thì mình cũng đã chia sẻ ha. Rồi các bạn thấy không, thì mình sẽ ghép một cái đường xuống đây, có thể đổ xuống đây và là cái dựng này ngọn, hoặc là cái này đổ xuống thì cái này dựng lên ngọn và nó tụt lắc. Thì cái đó là cái chuyện sau này, để sau này mình sẽ tính. Còn bây giờ mình sẽ tiến hành mình mở hai cái miệng để cho các bạn xem ha. Đây thì mình sẽ tùy theo cái mình thì mình sẽ tùy theo cái mà thứ nhất là cái đế để mình ghép nè, cái thứ hai là cái đường cong của thân, là cái cây này nó có đường cong như thế này nè các bạn, thì chúng ta sẽ ghép một ở đây để nó hài hòa hơn ha. Hòa hai đây chúng ta sẽ dựng lên nó. Thì ghép thì còn phải tùy thuộc vào cái đường cờ được cái mà độ cái đường đường thăng nè, và cái đế ha. Thì là chúng ta mới ghép được, chứ chúng ta không thể nào đang qua công gì mà chúng ta ghép hai bên đây thì nó lại xấu ha. Rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình mở miệng nè. Thì mình cũng đã chia sẻ về cái giống mai mà cái giống mai này các bạn. Rồi cái giống nữ hoàng pha lê của nhà vườn ở ngoài Bình Định này ha, hoặc của Hoàng Mai Vàng Bình Định, thì các bạn có thể mà sạch vô để tìm ha. Rồi và mình sẽ để cái số điện thoại ở trên cái video, thì các bạn có thể gọi điện thoại để mà xem cái mặt hoa này. Thì chúng ta lên, chúng ta cứ gọi Hoàng Mai Vàng Bình Định thì nó sẽ nổi lên cái mặt hoa của cái giống mai này ha, là cái giống mai nữ hoàng pha lê, bông rất đẹp nha các bạn. Rồi thì bây giờ mình đã đem hai cái bo giống nãy nè. Đây nè, nãy giờ mình ngâm nước mình sợ nó khô các bạn, thì bây giờ
trước khi ghép thì chúng ta sẽ đem ra ngoài tầm khoảng chừng chúng ta sẽ đem ra ngoài luôn để cho nó hơi ráo lại thì chúng ta sẽ tiến hành chúng ta ghép. Đó, thì để trong nước thì nó sẽ không không có bị mất nước cây. Rồi thì đầu tiên nè thì mình sẽ tiến hành mình mở miệng để cho các bạn xem ha. Đây rồi thì giống như mình nói khi mà ghép thì phải lựa theo cái đường cong của thân và cái đế và cái đường cong của thân để chúng ta ghép, thì mình sẽ ghép hai cái bo bên đây nè, một ở đây một ở đây. Thì anh em mới tập ghép thì lưu ý ha. Đây chị Mai để gì cũng già lắm, nó nhỏ xíu mà nó già. Rồi thì giờ mình sẽ tiến hành mở miệng để cho các bạn xem ha. Đây mình sẽ mở miệng này đầu tiên. Thì bây giờ mình sẽ đặt vô, thì cái hướng mà chúng ta đặt vô nè các bạn nè, thấy không? Thì chúng ta cứ làm cho nó tương đối thôi ha, không có cần phải chính xác, chúng ta mở miệng vừa thôi. Tại vì khi mà chúng ta mở miệng như thế này nè thì nữa cái ta gắn vô không có cần phải mà nó bằng cái với cái bo ghép của chúng ta ha. Chúng ta mở lớn hơn vẫn được bình thường, tại vì cái tế bào ở trong nó đùng ra thì nó sẽ dính dễ dàng hơn ha. Rồi tới đây mình sẽ ghép ở đây đó. Đó, cây này rất là mạnh nè, lý do là bấm vô sực 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 các bạn. Nó xong rồi đó các bạn. Rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình mở miệng ra và ghép cái vô đầu tiên nè. Đây mình sẽ sắn một cái này xuống, tại vì mình sẽ ghép hai cái bo, mình sẽ ghép hai cái bo mà nó cái chữ L các bạn ha. Đó, mình không ghép mắt kim. Rồi sau khi mình mở ra vậy thì để cái mũi dao nè, muốn tách cái vỏ ra chúng ta để mũi dao, chúng ta nại nhẹ ra nè ha, và nại bên đây nhẹ ra ha. Thì sau khi này thì chúng ta đặt cái tách nhẹ lên thôi, lả lên nè các bạn. Đây ha, đó một. Rồi thì chúng ta lấy cái mà cái bo nè còn hơi ướt nữa. Rồi chúng ta phải khi mà từ cái nước á, thì mình sẽ làm cho nó khô lại nè các bạn ha. Đây thì đây là cái bo nè ha. Rồi mình sẽ bấm mình lấy, mình ghép đây hai cái mắt nè, mắt này với mắt này ha. Đây mình sẽ bấm ở đây đó. Này thấy không, đây nè. Đó thì đầu tiên mình sẽ tiến hành mình ghép cái bo trên nè. Đây nè cái bo này nè, chữ L nè các bạn thấy không. Rồi này mình sử dụng cái dao gọc giấy các bạn, tại vì mình cắt á mình sợ nó bị dập đó, thì tại bấm mà chúng ta sẽ gọt lại đó. Rồi sắn xuống nha các bạn thấy không, mình sẽ sắn xuống đó, nhằm mà tạo cắt cái đường của cái này. Hôm ta xả xuống nè, sẽ đôi xuống ha. Mình để ngay giữa nè các bạn, giữa cái bo đi cho nó dày chút ha. Còn nếu cái bo bên này hư thì mình lấy cái bo khác thôi các bạn. Rồi cái bo này hư rồi. Rồi xong rồi nè các bạn. Thì mình sẽ lấy cái bo khác, tại vì nó kế bên nhau quá, khó lấy với vừa quay các bạn, hơi khó ha. Rồi xong rồi nè các bạn. Thấy không? Đó, thì chúng ta tiến hành chúng ta gắn vô thôi. Mình vuốt nhẹ lại cái đường dưới đây nè ha. Đó, xong rồi đó. Rồi, cái này chắc nữa mình làm cái cành luôn các bạn ơi ha. Đó. Một. Đó, thì ghép chữ L này như này nữa chúng ta uống nè, các bạn cho các bạn xem. Thấy không? Ví dụ như chúng ta ghép từ đây chúng ta thẳng lên thì nữa chúng ta uống thì cái độ đây nè nó không có giót cái cây, còn chúng ta khi mà gây ghép chữ L giống như là một cái cành nó xỉa ra thì chúng ta uống xuống thì nó giót cái cây hơn, đúng không? Rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình đã mở miệng cái thứ hai, thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình lấy ra luôn để cho các bạn xem. Nó rất là dễ lấy nữa, không tách tách nhẹ là nó ra rồi nè, thấy không, tách cái vỏ nè. Đó xong rồi mình tiếp tục mình sẽ tiến hành mình lấy cái bo nhỏ nè, lấy cái bo nhỏ các bạn. Nè thấy không, cho các bạn xem nè, thì đây là cái mắt ngủ nè, ủa cái mắt kim,
là cái mắt này là nó là một cái tột, còn cái này là một cái nụ. Khi ghép này thì nó ra bông, còn cái này mình bởi vì mình sẽ bỏ cái nụ, mình lấy cái tột ha. Còn muốn mà ghép mà ra bông thì chúng ta ghép vô cái này để cho nó ra bông. Mà này lúc này không có cần bông các bạn ơi. Đó, thì mình cắt cái đọt nhỏ thôi. Đúng không? Nè. Ok, kệ này kệ đi. Rồi tiến hành ghép luôn. Nè, cái đầu mình dọn lại nè, mình dọn cái đầu lại nè. Để cho các bạn xem. Đó, xong rồi đó. Rồi. Thì giờ mình sẽ chắn xuống nè. Để tạo một cái đường nè, thấy không? Bỏ bên kia rồi các bạn ơi. Thì rất là dễ thôi, sợ lấy hai bên thì nó hơi khó thôi. Đó. Nè xong nè, thấy không? Rồi gắn vô thôi các bạn. Thì đây là cái ghép giống mai nữ hoàng pha lê của một người em có trên YouTube, đó là Hoàng Mai Vàng Bình Định. Thì các bạn có thể vô xem để coi cái giống mai này thế nào, thì chúng ta có thể sưu tầm giống ha. Thì mình đảm bảo cái giống này rất là đẹp nha, mình nên mình mới sưu tầm nè các bạn, thấy không? Rồi vừa hướng dẫn video ghép và vừa giới thiệu giống nữ hoàng pha lê ha. Thì giống rất là đẹp nha. Đó, thì mình đã ghép hai bo, thì cái bo này có thể là nữa mình uống xuống, hoặc là mình dựng lên ngọn, hoặc là cái này ngọn, thì tùy để nữa cái mình mở cái đế này ra thì mình sẽ tiến hành mình uống lại ha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ dùng băng quấn nè, mình cố định lại ha. Đó. Thì cái giống mai này là cái giống mai ở ngoài Bình Định có một người em ha. Thì mình giống như mình đã nói đó, mình sẽ ép cái số điện thoại của cái vườn mai này lên, thì anh em có thể liên hệ, và cũng như là có thể cũng liên hệ với mình để mình gửi cái hình để cho các bạn xem. Rồi cái thứ hai nữa là có thể là lên cái YouTube mà chúng ta có thể xem cái chúng ta gõ vô cái Hoàng Mai Vàng Bình Định thì nó cũng có hiện ra nữa các bạn. Cái giống mai này thích hợp với anh em chơi và sưu tầm ha. Bông rất đẹp. Rồi. Rồi. Xong ha. Đó. Thì bây giờ mình sẽ quấn lại xong rồi đó. Rồi bây giờ tiếp tục. Thì cái vấn đề ghép thì mình cũng đã chia sẻ rất là nhiều rồi. Rồi đó anh cái này. Rồi thì đối với những anh em nào mà mới bước vào cái ghép mai thì mình lại tiếp tục chia sẻ một cái kinh nghiệm nho nhỏ để cho các bạn xem ha. Đây, đây là một cái bọc mình đã thấm nước nè, chúng ta chùm lại ha. Nó còn cái này thì hồi đó giờ mình chia sẻ về cái vấn đề ghép thì cũng rất nhiều. Cái này thì nữa nó nở bông mà nè các bạn, nụ bông nè ha, nụ bông chắc chắn là nở. Thì sau khi nó nở bông thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái mặt bông của cái này để cho các bạn xem cái độ đẹp nó như thế nào ha. Nữ hoàng pha lê, tên cũng rất là đẹp ha, nữ hoàng pha lê đó. Thì mình là rất hay sưu tầm giống ha. Rồi như thế là xong rồi đó các bạn. Thì đối với cái chúng ta để ngoài nắng á, thì chúng ta, nếu mà chúng ta ghép mà cây mại mạnh rồi, mình cũng đã xin chia sẻ với các bạn một cái số vấn đề về cái cây mai nè. Cây mai mà để chúng ta trồng cây mai phôi mà để chúng ta ghép á, thì mình sẽ phân tích một số cái vấn đề để cho các bạn xem, để thấy cái sự hiệu quả của chúng ta chọn. Nên là đầu tiên là chúng ta trồng một cái cây mai phôi nè các bạn, chúng ta bỏ bầu hoặc là chúng ta giữ bầu thì mình không có nói, giữ bầu thì tầm khoảng một tuần lễ là chúng ta ghép được rồi các bạn. Nếu mà chúng ta cắt cành đồ hết ha thì một tuần lễ chúng ta ghép được rồi. Còn đối với chúng ta vũ bầu hoặc là gì đó đó, chúng ta đôn, chúng ta sắp rễ gì đó, chúng ta không còn cái đất nữa thì nó lại khác ha. Thì chúng ta có thể là như thế này nè các bạn. Thì đối với cây mai này nè, mình cũng chia sẻ tiếp đó là sao? Đó là tại vì khi mà chúng ta ghép á, thì khi cây mai này là mình trồng vũ bầu hết. Còn khi mà chúng ta ghép thì chúng ta sẽ nuôi. Thì mình cái lời phiên của mình thì các bạn nên là nuôi ha, nuôi cây nó ra tược ra nè, giống như cái mai này nè, nó rất là nhiều tược nha, tại mình cắt bỏ luôn á. Thì khi mà chúng ta nó ra tược mạnh, thiệt mạnh, giống như những cái mai phôi giống như thế này nè, mình chưa ghép nè các bạn. Khi mà nó ra tược mạnh á, thì giống như thế này nè, đây là những cái mai phôi nè các bạn, thấy không? Khi mà nó ra tược mạnh như thế này mình mới ghép nè, thấy không?
Thì như nếu mà nó ra được như thế này thì nó mình sẽ phân tích để các bạn xem là tại sao mà nó sẽ có cái ưu điểm hơn. Tại vì khi mà chúng ta ghép thì chúng ta cắt bỏ hết, thì khi mà nó đã ra như thế này, bộ rễ của nó các bạn nó đã ổn định rồi ha. Bộ rễ nó là rất là mạnh đó, các bạn thấy vậy nè, mình bươi nhẹ các bạn thấy cái rễ này rất là mạnh luôn đó, là nó đã ăn hết rồi. Khi mà chúng ta cắt hết thì cây nó không còn cái lá, nó quang hợp thì nó còn rễ nó lên, nó hút chất dinh dưỡng lên vẫn nuôi cây được ha. Rồi chúng ta ghép một thời gian thì cây nó sẽ phục lại, tại vì nó đã có cái miệng của nó rồi, cái bộ rễ rồi. Thì khi mà chúng ta bón này cũng nọ thì nó rất là mạnh, rồi cái bò ghép chúng ta nó phát triển rất là nhanh. Còn đối với những anh em mới trồng á, ghép vô liền á, rễ chưa ổn định, hoặc là những cây mai mà chúng ta cắt á, có hiện tượng đó là suy luôn ha. Thì nếu mà chúng ta cắt mà nó ra không kịp, và tại vì cái thường các bạn cái kinh nghiệm nè, đối với những cây mai mà nó ra những cái gốc mà của nó, bản thân chính cái bản thân của nó á, thì nó lại là rất là mạnh so với chúng ta ghép ha, đảm bảo với các bạn luôn. Nó sẽ rất là mạnh so với những cây mai mà chúng ta đã ghép vô, thì mai ghép vô thì phải cần một thời gian để nó thích nghi nghi nữa. Thì khi mà nó, những cái cành của nó mà đã ra như thế này thì nó kéo theo cái rễ rất là mạnh, thì chúng ta ghép vô cái tốc độ mà để nó phát triển cái cây ra rất là nhanh, và thứ hai là không có bị suy ha, nó không có bị suy cây các bạn, ít bị suy lắm, và nó hầu như là không có luôn. Thì đối với chúng ta mới trồng thì mà chúng ta ghép vô rồi nó rất là dễ bị suy, giống như cây mai mà chúng ta nung nóng quá mà chúng ta ghép thì nó rất là dễ bị suy ha. Thì cái đó là những cái kinh nghiệm mà mình đã trải qua trong thực tế rồi mình chia sẻ với các bạn. Thì cây mai này mình nuôi cũng mạnh rồi mình mới ghép, điều này chứng tỏ là gì, bộ rễ nó đã phát triển ổn định này, nó đủ cái dinh dưỡng, và cũng như là nó tích lũy cái dinh dưỡng. Khi mà chúng ta ghép nó không có bộ cây lá đồ thì nó vẫn còn cái rễ, và cái thứ hai nữa là những cái dinh dưỡng nó tích tụ ở trong cái thân của nó đem ra nó xài, nó cung cho cái bo. Thì khi mà bo phát triển tầm khoảng 15-20 ngày bắt đầu nó sẽ, cái này tầm khoảng, nếu mà mạnh thì tầm khoảng 10-15 ngày nó sẽ phát triển lên, thì nó bung ra thì chúng ta mở ra các bạn, thì bắt đầu nó đã quang hợp được rồi, nó nuôi cây mạnh hơn ha. Đó thì đó là một số cái vấn đề mà mình chia sẻ trong cái này, mà ít cái video lần trước mình nói tới, thì hôm nay mình chia sẻ một số cái kinh nghiệm để cho anh em mới tập chơi biết được ha. Rồi thì video ghép cúc nữ hoàng pha lê đến đây kết thúc rồi các bạn ơi. Rồi một lần nữa xin chào các bạn ha, xin chúc các bạn xem video vui vẻ và thật là nhiều vui vẻ.